Bún bò sườn cộng độc nhất, tự tin khẳng định là chưa thấy ai bán ngoài mình. Quán anh mở cửa từ 5:30 tới 12, 1 giờ trưa nghỉ. Con sườn của anh là 60, còn tô thập cẩm lớn là 45.000. Con sườn của anh là thấy đặc biệt, chắc cũng chưa có người ai bán. Nằm ở trong khu chợ lớn thì bún bò Phú Hưng khá là nổi tiếng bởi cái món topping sườn cộng ở đây nè. Ngày thường là bán 200kg sườn rồi đó, mà cuối tuần là bán tới 500kg lần nha. Ta nói cái số lượng khủng thiệt đó chứ. Quán anh mở từ năm 2011 tới nay đã được 12 năm rồi. Cả khi ghé đây đã mua thử một cái tô thập cẩm sườn nhỏ, giá là 60.000, và mua thêm một cộng sườn lớn, giá là 50.000. Topping ở trong tô 60 này ta nói quá trời quá đất luôn. Nào là chả cua, chả Huế, bắp bò, rồi tới gân, chả bò, lưỡi, tim, nạm sườn rồi đó. Đủ thứ hết luôn. Cái phần nước lèo bún bò thì khá là đậm đà. Và công nhận là phải khen cái cọng sườn ở đây nha. Kiểu thịt nó mềm lắm, được hầm rất là lâu á, và còn ngọt nữa. Nhiều bạn mà thích ăn mấy cái món có xương á thì nên note lại cái quán bún bò này nha. Đảm bảo là mê liền.